để ngõ hầu sớm được được cùng đại chúng niệm ơn Đức Phật. Nam mô giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, con xin thỉnh tọa toàn bộ chúng con lấy pháp nghĩa. Giờ này chúng có nóng lắm không? Quay các vị ngồi 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 thoải mái, ngồi thoải mái như máy nhất như có thể. Cho em xin thay tiêm một tí, em cảm ơn ạ. Trời có nóng lắm không? Nếu mà cái nóng thì chúng tôi nói rất là nhanh. Phương ơi. Còn nếu mà các vị ok thì tôi cũng ráng ok thì để chưa. Sáng nay chúng tôi có một bài giảng ở chùa Vĩnh Lộc. Tôi chỉ nói đến một chữ Vĩnh. Vĩnh là lâu bền. Thì sống ở đời này ai cũng thích lâu bền hết. Chỉ có vấn đề là cái gì cần phải lâu bền, cái gì có thể lâu bền và cái cách thức làm sao mà giữ được lâu bền. Nghe kỹ, thứ nhất là cái mình muốn lâu bền đó là cái gì, cái đó có thể làm cho nó lâu bền hay không, và cái cách thức làm sao cho nó lâu bền. Nguyên cả cái tên chùa tôi chỉ lấy cái chữ Vĩnh thôi, mình nói chữ bền. Chiều nay ở chùa Tiêu Dao tôi lấy tên chùa một chữ như vậy để làm kỷ niệm. Mai này chạy xe ngang chùa thấy chữ Tiêu Dao nhớ bài giảng đêm nay, không phải nhớ tôi. Nhìn lên chùa, nghe ai nhắc tên chùa chỉ nhớ một chữ này, đó là chữ Dao. Thưa đại chúng, các vị có thể nghĩ rằng chắc là tôi đang mua lòng chư tăng Phật tử chữ Tiêu Dao, cho nên tôi rác, tôi gượng gồng để cho ra cái đề tài chữ Dao kinh nói. Tại đó là kinh, là tinh. Chúng tôi nói một bài kinh, chỉ có một cái tựa đó là Dao. Đặc biệt như vậy. Dao nó có một cái âm nữa là Diêu. Dao nó có âm nữa là Diêu. Vậy cho nên nó có cái Tiêu Dao và Tiêu Diêu, có nghe. Diêu có nghĩa là gì? Đêm nay tôi chỉ giảng mà con nghe một chút. Đúng là tôi giảng luôn chữ Tiêu, nhưng mà chữ Tiêu nghĩa là đi chơi. Tiêu Dao là đi chơi xa, mà tôi thấy mình cũng có thời gian. Chứ đúng là cái chuyện chơi ở đây, đi chơi ở đây nó hay lắm, nhưng mà thôi đi. Tôi chỉ nói nặng về cái chuyện, nói nhiều về cái chuyện Dao thôi. Dĩ nhiên tôi cũng không bỏ chữ Tiêu đâu, không bỏ. Dao là gì? Nghe cho kỹ. Phật nói sống ở đời phàm thánh. Bậc thánh người phàm hai hẹn, người sướng người khổ là hai thứ, là bốn thánh phàm sướng khổ. Thì thánh với phàm chỉ khác nhau ở chỗ, khác nhau ở một chỗ là bậc thánh xa cái gì và gần cái gì. Phàm phu mình ấy, so với bậc thánh khác nhau ở chỗ nào, là mình xa cái gì mà mình gần cái gì. Nếu người có pháp nhãn nghe này đã đoán là cũng nói cái gì đúng không? Bây giờ tôi hỏi gì các vị nghe chuyện nhẹ thôi. Một cái cậu sinh viên, con nhà có giáo dục, tánh tình ngoan hiền, so với một cái cậu thanh niên mà ăn chơi trác táng, thì hai người này, hai các vị mỗi người xa cái gì mà gần cái gì thì đó là được hết. Cậu sinh viên là gần cái gì ta? Trường học, giảng đường, sách vở, thầy bạn, các bữa giờ đón được chưa? Còn cái cậu thanh niên mà ăn chơi thì họ gần cái gì? Rượu chè, nam nữ, ca hát, âm thanh ánh sáng của mấy cái chỗ ăn chơi, có hiểu? Bây giờ đón được chưa? Tức là chị anh chỉ cho tôi biết anh thường gần cái gì và anh thường xa cái gì thì tôi đón được con người của anh. Đó là hai hạng thánh
mà phạm. Tiếp theo, đó là người sướng và người khổ. Tùy theo cái chuyện mà mình gần cái gì và mình xa cái gì mà cuộc đời mình, máu lệ hay là nụ cười, cái tin thôi. Và tôi nghĩ anh đây, ai trên 18 tuổi đã hiểu tôi muốn nói cái gì. Phật nói ở trong kinh ấy, Phật nói đời sống con người chỉ khác nhau ở chỗ là cái gì cần phải xa thì nên giữ khoảng cách, cái gì gần cần phải gần thì càng tiếp cận càng tốt, cái gì cần phải xa, cái gì mà nó làm cho mình càng lúc càng trở nên hư đốn bệ rạc đổ đốn, cái gì nó càng làm cho mình đau khổ, làm cho mình si mê khiếm trí tuệ, cái gì nó làm cho mình trở nên sống thiếu trách nhiệm, sống xa là rời cái pháp lành hạnh lành ấy, thì cái đó mình cần phải tránh. Còn cái gì mới làm cho mình vui, người khác vui, cái gì nó làm cho cái đạo đức mình ngày một tốt hơn thì mình nên gần, nên tiếp cận. Ở đây chúng ta có hai bài kinh. Hai bài kinh đều nói một chữ, đó là chữ giao. Mà tôi biết, tôi nhìn cái mặt của mấy Phật tử ở đây, cái bị nghi ngờ lắm. Ở đâu một kinh nào có sẵn trong cái chùa của tôi vậy? Có. Để mình cũng đọc thôi. Bài kinh thứ nhất, đó là bài kinh Sê-la-tát-ta. Sê-la-tát-ta số tát. Ở trong trường bộ kinh. Ngài Sa-la-phát là đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Ngài dạy thế này. Có những chỗ ở mà mình nên tiếp tục ở lại, và có những chỗ ở mình nên tiếp tục, nhưng mà có những chỗ ở mình phải rời xa. Có những người bạn mà mình nên tiếp tục qua lại, và có những người bạn mình nên giữ khoảng cách. Chỗ ở, bạn bè, và nó có những cái món vật chất mà mình nên sử dụng, mà có những món vật chất mình không nên sử dụng. Các vị đoán được không? Các vị hình dung được những món vật chất mà nó làm cho mình bị xuống dốc á, bị lui sụp trở nên bất thiện thì mình tránh những cái vật chất đó, mình tránh. Còn những cái gì mà nó không làm ảnh hưởng đến đời sống đức hạnh và sự an lạc của mình thì mình có thể sử dụng. Như vậy thì chỗ ở này, bè bạn này, vật dụng này, là cái gì mà nó hại mình, nó làm cho mình xuống cấp về tinh thần, về tâm linh, về đời sống, thì Ngài sẽ là phát ngày giải này, những cái đó mình cần giữ khoảng cách nên xa. Và có những cái Ngài nói rằng có những cái mình nên gần, là bởi vì đó là những người, những chỗ ở, những vật dụng, những nhu cầu vật chất mà nó chỉ giúp cho mình, nó không hại mình, thì những thứ đó mình nên có một cái mình nên tiếp cận. Các vị nghe kịp không? Kể từ hôm nay mà đi ngang cái chùa Tiêu Dao, các vị nhớ phải nhớ văn bản Bát Tăng, Ngài sẽ đã phát đã từng giải rằng đời sống thánh hay là phàm, người sướng hay người khổ chỉ khác nhau ở chỗ ta biết giữ cái cự ly, cái cự ly thích hợp, biết giữ cái khoảng cách thích hợp với một số thứ trong đời, dầu đó là người hay là vật, cái gì đó rất là quan trọng. Các vị tưởng tượng đi, nếu ông xã của mình, bà xã của mình mà họ hay lui tới những chỗ không nên lui tới, họ nên qua lại với những người không nên qua lại, họ sử dụng những thứ mà không nên sử dụng, thì có phải là nhà tan cửa nát không? Và đối với người tu hành cũng vậy, có những thứ mà người tu nên tránh và có những thứ người tu nên gần, cả là có. Các vị không thiên, tôi làm thử nha. Mình đi ra quán nhậu gần đây nè. Quán nhậu là chỗ người tu nên đến, nên xa gần. Mà theo quý vị nghĩ người đời có nên xa hay gần chỗ đó? Bây giờ nghe kịp chưa? Bạn bè cũng vậy quý vị, bạn bè cũng vậy. Có những người bạn mà mình thấy người thân của mình mà họ sáp vô cái mình nghe. Có những người bạn mà mình thấy bạn bè mình sáp vô cái mình vui. Có. Tôi thấy bà xã tôi, ông xã tôi, cha tôi, mẹ tôi, con tôi, em tôi mở lui tới với thiên hữu trí thức tôi yên tâm. Nhưng mà tôi thấy ông xã tôi, bà xã tôi, mẹ tôi, cha tôi, con tôi, người thân của tôi mở lui tới một số người tôi ngại, lo, ngại, ngán lắm. Các vị hiểu tôi nói không? Từ con người cho đến chỗ ở, cho nên cái chữ giao nghĩa là xa, nghĩa là khoảng cách, có nghĩa là cự ly, hợp lý và thông minh. Nếu mà các vị hỏi tôi chiều nay tại cái chùa này, các vị hỏi thầy là thì cho con một chữ để con tu được không? Thì đó được chữ giao, tức là biết giữ cái khoảng cách thích hợp với một số thứ, biết giữ cái cự ly gần với một số thứ và phải giữ cự ly xa với một số thứ. Đức Phật dạy thế này, có những cái chỗ ở, có những thầy bạn, có những vật dụng mà mình nên tránh đã đành rồi, mà còn một cái nữa, đó là gì? Có những cái đề tài suy nghĩ mà mình không có nên để cho nó đến với cái đầu mình hoài. Các vị nghe hiểu không?
có những cái chuyện mình không nên suy nghĩ hoài, có phải không? Hiểu không? Chỉ là đề tài suy nghĩ thôi, chỉ là đề tài suy nghĩ thôi, cái nội dung của những tư tưởng thôi, mà mình cũng phải cân nhắc chắc lọc và chọn lựa. Bởi vì sao? Vì Lão Tử có nói một câu rất là hay: đừng coi nhẹ những cái suy nghĩ mà thoáng qua trong đầu. Vì sao vậy? Vì nó, vì nó thoáng qua nhưng nó được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, nó sẽ biến thành hành động, và hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, nó biến thành thói quen, và thói quen chính là con người chúng ta. Tôi thích đua xe, hồi đầu thì tôi cũng thích tốc độ, nhưng mà một hai lần, nhưng mà nếu mà cái một hai lần đó mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi trở thành là ác ma trên xa lộ, có hiểu không? Tôi chỉ muốn uống say nhẹ nhẹ, thù cả cái bạn bè thôi, nhưng mà cái muốn nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì tôi trở thành bợm rượu, con sâu rượu, có hiểu không? Tôi chỉ muốn qua lại với phụ nữ cho vui thôi, nhưng mà nếu tôi không biết điểm dừng thì sẽ có một ngày tôi trở thành người trác tán, người hoang đàn trong tình cảm, có hiểu không? Có nghĩa là đừng coi thường cái gì nó thoáng qua trong đầu của mình, vì rất có thể nó sẽ trở thành ra là cái nhân cách của chúng ta nha. Cho nên cái chữ giao đây có nghĩa là gì? Là khoảng cách thông minh và hợp lý. Chữ giao trong bài giảng này, chữ giao này có nghĩa là khoảng cách thông minh và hợp lý. Thông minh đây, hợp lý ở đây là sao? Là có những khoảng cách mà nó hại mình, mà có những cái nó giúp mình. Tin tôi đi, bên đây về nghĩ kỹ ra đi, chỉ nhớ Phật giáo, Đức Phật dạy có một chữ, chữ đó thôi cũng được. Này dạy suốt mấy chục năm, nhưng mà bây giờ mình gom toàn bộ lời Phật lại trong một cái chữ giao thôi. Có nghĩa là có những cái mình nên tiếp cận, có những cái mình nên tránh xa. Như vậy chữ giao trong trường hợp này, nó có nghĩa là cự ly thông minh, khoảng cách thông minh, khoảng cách hợp lý. Tùy cái, có những cái mình phải cắt nó 1000 cây số, có những cái mình nên giữ khoảng cách nó 1 sợi tóc. Vì sao vậy? Vì những cái nó có giúp cho mình thì càng gần càng tốt. Còn có những cái mà nó hại mình thì càng xa càng tốt. Như vậy trong trường hợp đó, đời tu của mình, Phật pháp của mình chỉ gọi gọn trong một chữ giao. Bây giờ hiểu chưa? Và bài kinh thứ hai đó là bài kinh gọi là Quý Quyền Cách Xuất Tát, cũng đừng dịch lại bài kinh gói gọn trong một chữ giao, một chữ giao thôi. Hồi nãy giờ các vị nhớ không? Chữ giao nãy giờ tôi nói là giao là khoảng cách thông minh đúng không? Nghĩa là có những cái ta nên tránh, có những cái ta nên giữ một khoảng cách cần thiết, có những cái ta nên tránh nó càng xa càng tốt, có những cái càng gần càng tốt. Đó là bài kinh thứ nhất. Bài kinh thứ hai là gì ta? Bài kinh thứ hai là bài kinh thứ quyền cả xuất tên. Cái Phật dạy rồi, tất cả các hạnh tu nó đều có nhiều kiểu tu. Các vị có đồng ý với tôi rằng một nửa cái bài giảng, cái bài kinh vừa tôi vừa nói của đó có phải là pháp tu không? Tu chứ. Rồi, về đức bài kinh thứ hai cái Phật dạy rồi, tất cả những pháp tu nó có nhiều cách tu trên hình thức mà không có được nội dung. Rồi thứ hai, có trong nội dung mà không có được hình thức. Hồi nãy một nửa đề về đề cái bài giảng của tôi có nói, có những cái mình cần phải tránh càng xa càng tốt vì nó chỉ hại mình thôi. Có những cái mình càng gần nó càng tốt vì nó giúp cho mình. Đó. Bây giờ tiếp theo bài kinh thứ hai, nó bổ sung cho bài kinh một. Tôi lỡ đại một người, tôi nói ông áo đen này này, ông áo đen này ông hiểu được một nửa bài kinh, ông hiểu được bài kinh trước. Bài kinh trước nói là cái gì có hại cho ta, cho người thì ta nên tránh, cái gì làm khổ ta, khổ người thì ta nên tránh, cái gì vô ích vô nghĩa thì ta nên tránh, cái gì giúp cho mình cho người thì ta nên gần, cái gì hữu ích có ý nghĩa thì ta nên gần. Ông nghe như vậy bắt đầu tu tập theo cái bài kinh đó. Tuy nhiên cái bài kinh thứ hai Đức Phật lại nhắc đến cái chuyện rất là quan trọng, có những người chỉ có tu trên hình thức mà không có trong nội dung. Ngày cái bán quyền bán quyền cá có nghĩa là khoảng cách, là cự ly. Ngày ví dụ ngày nó có những người thân chỉ có thân rời xa mà tâm không rời xa, có nghĩa là sao? Cái ông này ông nghe nói là xa phụ nữ, xa rượu chè, xa nghiện ngập là tốt, gần chư tăng, gần kinh sách, gần chùa chiền là tốt. Nhưng mà khổ một nỗi,
ông nghe nó nói, nhưng mà trong đời sống thực tế đó, ông gần chư tăng, ông gần chùa miếu, ông gần tinh sách, chỉ trên hình thức thôi. Nhưng cái lòng của ông nó lại xa chư tăng, xa chùa miếu. Tại vì nghe cái trường hợp này có bằng chứng là tăng ni, có rất là nhiều vị thân ở chùa mà tâm ngoài chùa có. Nếu các vị không tin, tôi nói cái này chắc các vị tin. Các vị cứ nghe chữ đồng sàng dĩ mộng, nó ngủ với mình, nó nghĩ thằng hàng xóm có. Có. Thì đề tu y hệt như vậy. Có. Có những vị chỉ xuất gia trên hình thức, nhưng mà những tăng ni chỉ xuất gia trên hình thức. Và có những cư sĩ, họ chỉ là cư sĩ trên hình thức. Có không? Cư sĩ trên hình thức là sao? Có ta? Có hiểu chữ đề hình ta? Người ta cư sĩ nhưng mà người ta tu. Dạ? Người ta là cư sĩ nhưng mà tâm tu. Những người xuất gia. Họ có tóc, họ ở nhà, họ có xe cộ, họ có tài sản, nhưng mà cái lòng của họ nó đã nguội lạnh hết mọi chuyện sở hữu và hưởng thụ. Họ nguội lạnh cái chuyện sở hữu và hưởng thụ. Họ chỉ mong rảnh một cái là chạy lên cái góc riêng là ngồi xem sách, xem kinh, ngồi thiền tụng kinh. Thì cái hạng này gọi là cư sĩ trên hình thức. Còn người xuất gia trên hình thức cũng vậy. Có những người xuất gia thân ở chùa niệm tụng kinh mà cái lòng ở ngoài phố ý chang như vậy. Và có những cuộc hôn nhân nó chỉ có trên hình thức mà nó không có được nội dung. Nó các vị biết mà. Tôi còn mong ở đây đừng ai bị cái đó nữa là khác. Có hả? Có. Tôi biết mà ai buồn buồn là chắc tôi nghĩ có. Có nghĩa là chỉ hôn nhân trên hình thức. Mình lấy nhau, lấy trên giá thú, lấy trên nhẫn cưới. Mình ràng cuộc đời nha bằng một tờ giấy và bằng một cái chiếc vòng kim loại thôi, nhưng chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau, bởi vì đó chỉ hôn nhân trên hình thức. Ở đây cũng vậy, ngài dạy rằng cái chuyện thứ nhất ngài đã dạy là nên tránh cái nào hại mình, nên tránh cái gì hại người, nên tránh cái gì làm cho mình và cho người đau khổ, nên tránh cái gì vô nghĩa, vô bổ, vô ích. Nhưng mà ngài giải thích của bài kinh thứ hai này các vị theo, nó có trường hợp người ta chỉ tránh trên hình thức thôi, còn nội dung thì không tránh. Rồi có trường hợp tránh trên nội dung mà không tránh trên hình thức là sao? Các vị hiểu mà, chưa có điều kiện, chưa có điều kiện thì người ta tạm thời như vậy. Và ở đây sẵn tôi nói luôn một chuyện, thế nào cũng có người thắc mắc, tu là tu tâm chứ đâu phải là tu tướng. Tại sao phải cần đến hình thức xuất gia chi? Tại sao phải cần đến chùa miếu tăng ni chi? Sẵn đây tôi nói luôn. Theo các vị, mình chữa bệnh là nhờ bác sĩ, y tá và thuốc men đúng không? Nhưng mà mình có những cái trường hợp mình có cần vào bệnh viện nằm không? Tôi nằm ở đâu cũng được, nghĩa là có bác sĩ, có y tá, có thuốc men thôi. Mà tại sao tôi phải vào bệnh viện tôi nằm? Môi trường này có điều kiện tốt hơn để... Đúng không? Đó là lý do tại sao chúng ta phải cần có cái chùa. Hiểu không? Phải cần có thiền viện là như vậy đó. Nó giống như bệnh viện vậy đó. Ở đâu có tăng ni, ở đâu có Phật Pháp thì ở đó là tu được. Nhưng mà một điều, cái chùa giống như cái bệnh viện vậy đó. Là một, cái thứ hai, bản thân tăng ni. Tại sao phải cần cái chuyện đầu trọc là mặc cái này? Tại sao vậy? Bản thân mình mỗi lần mình đi tắm ấy, mình rờ cái đầu mình nhớ mình là ai. Mình tắm xong mình mặc cái này vô mình nhớ mình là ai. Hiểu không? Và có nhiều lúc mình quên tu mà mình thấy cái này treo toàn te ở trong phòng, mình cũng nhớ mình là ai, xong chưa? Đó là về phía mình. Đó là gọi là tự nhắc. Còn đạo thứ hai, khi mình mặc cái này, mình nhìn cái phản ứng của người ta đối với mình đó, là lúc đó người ta đang nhắc mình đó. Đây có ai có xe không? Xe đưa tôi ra ngoài phố một chút được. Cái việc chở tôi tới quán nhậu. Cái việc nghĩ tôi lúc tôi bước vào cái ánh mắt người ta dành cho tôi nó sẽ là sao? Tôi hiểu không? Hả? Như vậy thì ánh mắt người ta nhắc tôi đúng không? Hả? Người ta không nói gì hết rồi. Người ta đó là nhắc tôi đó. Nên tại sao mình phải đầu trọc? Tại sao mình phải có cái này? Là bởi vì một là mình tự nhắc mình, hay là người ta nhắc giùm, mà ta chỉ nhìn thôi, ta chỉ miệng chứ o mà mắt chữ a là mình đã thấy đủ rồi, chưa để người ta lên tiếng nghe kịp. Cho nên tuy nói tu là tu tâm nhưng chúng ta phải cần tới hình thức chứ. Và nó còn tới 1 tỷ lý do đằng sau, 1 tỷ lý do. Tôi chỉ kể cái 2 cái là, một là trong hình thức này mình dễ tự nhắc và người ta cũng nhắc mình. Tuy nhiên nói như vậy á không có nghĩa là mình tôn thờ hình thức, nhưng cũng không có nghĩa là mình coi thường hình thức. Mặc dù Đức Phật dạy rất rõ,
Hạng thứ nhất là chỉ tránh xa cái điều xấu trên hình thức mà không tránh về tinh thần. Có hạng thứ hai là tránh về tinh thần nhưng mà không có tránh trên hình thức. Ngài nói cho mình nghe có bốn hạng như vậy tồn tại ở đời thôi, nhưng mà cả hai trường hợp ngài đều coi trọng hết nha. Nhớ nha, chứ đừng có vì nghe bài giảng này xong hết rồi trong kinh cô nặng nội dung bất chấp hình thức thì cái đó không nên. Các vị tưởng tượng đi, thì các vị nết na, các vị có giáo dục, các vị có trình độ là chỉ có các vị. Chứ nếu mà người con gái đi ra đường tay cầm lon bia đi ngoài đường có kỳ không? Còn như trong lon bia là đỉnh đinh luôn, đỉnh đinh đinh ốc để về nhà làm việc, nhưng mà đỉnh đinh ốc nó đâu có biết cái đỉnh gì đâu. Nhưng mà ở đây có ai dám cầm lon bia đi ngoài đường không? Kỳ. Bởi vì sao? Vì mình không muốn đánh động cái sự chú ý một không cần thiết của người khác, mình không đánh động cái sự chú ý tiêu cực ở người khác. Thế là mình phải cần đến một hình thức để mình đừng có nghe cái hiểu lầm với người ta. Trừ trường hợp tránh không được thì thôi, lúc đó mình phải quay về với mình, kể tiếng đời thị phi, mình đâu có sống hoài với lời khen chê người khác. Mà đó là trong trường hợp tránh không được, thì nếu tránh được thì cũng đừng có để cho ta hiểu lầm. Tàu có một câu: qua điện bất chỉnh lý, lý hạ bất chỉnh quan. Có nghe câu đó không? Qua điện bất chỉnh lý, qua là dưa, qua điện là ruộng dưa. Qua điện bất chỉnh lý là đi ngang ruộng dưa, đừng có sửa giày. Vì mình không sửa, mình sẽ sửa nó ở xa thì ước mình trọng dưa. Mà lý hạ bất chỉnh quan, lý là cái cây lê đó. Lý hạ có nghĩa là đi ngang cái cây lê người ta, mà đừng có sửa nó, ở xa xa ta nhìn nó tưởng mình hay trọng, hiểu không? Có nghĩa là mình không có làm, nhưng mà mình cũng đừng có mà gây cái hiểu lầm cho người khác. Các vị có đọc Tam Quốc, các vị nhớ ông vừa mặt đỏ đó, ông Quan Công, Quan Vũ ấy. Có một lần đó Lưu bị vắng nhà, mới nhờ Quan Vũ, Quan Công ở lại để bảo vệ mấy bà vợ của ông giùm. Thì thời đó thời loạn lạc, cái kẻ thù của Lưu Bị rất là nhiều và đủ thành phần hết. Viên Thiệu, Tào Tháo, Tổ Quyền, ai cũng thù. Mà thêm nữa là thời là giặc giả dữ dương. Đừng nói đến cái cảnh chính trị, chỉ riêng cái mặt mà hình sự xã hội thì là đã rối rồi. Cho nên Lưu Bị trước khi đi cứ kêu Quan Công, lúc kia là Quan Vũ, em cách nghĩa nói rằng anh đi công việc em ở nhà coi giùm bà chị dâu. Coi giùm có nghĩa là bảo vệ giùm. Thì mỗi người một phòng thì cái phòng theo sắp xếp thì cái phòng của Quan Công nằm án ngữ cái phòng của bà vợ Lưu Bị, nghĩa là đêm đó đứa nào mà muốn chạm tới bà kia là phải qua sạc của Quan Công. Mà theo sách nói thì từ xưa cái võ nghệ và sức mạnh của thiên hạ đó mà qua được Quan Vũ thì đếm đầu ngón tay, cho nên là yên tâm lớn. Nhưng có một điều, Bảo Công suốt đêm nó không có ngủ mà tay cầm ngọn đuốc đứng trước cửa phòng chị dâu để chi vậy? Nè, nhìn tôi nè, đi đuốc là ánh sáng. Thì suốt đêm người ta cứ mỗi ai mà nhìn thì thấy con đang cầm đuốc buồn ngủ gần chết mà vẫn cầm. Vì sao vậy? Vì tuy là mình không có bất kính, không có bất lễ với chị dâu, nhưng mà cũng không nên để thì dị nghị. Nghe kể không? Này, cho nên cái tu tướng nó quan trọng lắm. Cái tướng nó quan trọng lắm, nghĩa là mình có làm nhưng mà về hình thức mình cũng tránh để cho người ta hiểu lầm. Và tại sao tôi đi một vòng xa có vẻ lạc đề? Bởi vì tôi sợ bà con sau khi nghe bài giảng này bà con nói vậy thôi mình tu tâm không tu tướng là sai. Bởi vì mình không có làm nhưng mình cũng phải giữ cái niềm tin cho ta một tí. Giống như hồi nãy tôi nói, các vị có nếp na thùy mỹ cách mấy, nhưng mà con gái cầm lon bia đi ngày ngày cũng kỳ. Bên Mỹ tôi có gặp chút rắc rối, gặp không phải là tôi mà ở chùa tôi ở bị gặp rắc rối. Phật tử họ cũng thất, biết cũng thất, mà bắt thì cũng thất. Cũng thất là hả? Thì nó khổ vô, cái dân bắt cái dân nam mới kêu khác nữa. Cái môi, cái mũi kia thì cũng thất, tức là mình cứ bảy, mình chết xong cái bảy ngày đầu tiên như là thất một, bảy ngày tiếp theo. Cúng tuần, thấy chưa? Cái đó thì cúng tuần kìa. Thì Phật tử họ ngồi cúng tuần nghe có dễ sợ hàng chi, tôi nói bằng cái mặt họ đơ giống như tôi nói tiếng Nhật vậy đó. Thì họ ngồi cúng tuần
tuần 1, tuần 2. Mà các vị biết đó là họ đặt đồ ăn ở nhà chay ở đem vào chùa. Mà nó ác một chỗ là ba cái súp, súp cua cũng là chay, rồi mì xào giòn, mì xào nhão thì cũng là chay, nói chung là chay everything, mọi thứ là chay hết. Xong rồi họ cho vô lon 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 họp, họ bỏ vô cái thùng lớn rồi đem vô, mà mới biết thùng gì, hai cái thùng bia, hai cái thùng bia. Kể từ ngày ấy thôi rồi lượm, nó chửi không còn cái gì hết. Nó chụp hình, nó chụp hình, nó chụp hình, nó đem lên Facebook, nó nói lễ ở chùa công khai bia rượu. Thì dân Mỹ ai cũng biết cái chữ bia, chữ bia là B-E-E-R. Ác như vậy thì ông sư trụ trì ông tá quả, thì sao nó mấy người Phật tử họ mới lên họ trả lời, nhưng mà cái số người tin hơi bị nhiều, như những người không thích chùa mà trong cái ruộng đó là đồ cháy, mà trong nhà họ gặp cái thùng, cái thùng nào mà tiện tiện là họ cứ quên hết. Cho nên tôi gặp bà con đưa tôi cái hộp, tôi phải coi kỹ rồi đó là cái gì. Giống như tôi bị mừng hụt mấy lần, tôi đưa cái phong bì thiệt là mới, trọng cái còn có 20 ngàn. Cho nên từ đó tôi phát nguyện là cẩn thận nha. Và có những người là họ gặp tôi, họ me lại gặp tôi, họ chào, họ thưa, họ về họ nói xấu. Họ chào, họ thưa xong về cái họ đi về, họ chụp cái hình, chụp kiểu selfie. Thì họ nói là thì sư nói chuyện với phụ nữ mà thấy sự vui hơn cái chuyện với nam. Cho nên từ đó tôi gặp người đẹp tôi sợ, tôi gặp cái phong bì đẹp tôi cũng sợ, tôi gặp ai cúng cái gì tôi cũng sợ là chỗ đó. Vì sao? Vì hình thức rất là quan trọng, rất là quan trọng nha. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng có những thứ cần phải giữ khoảng cách, phải giữ cái cự ly hợp lý và thông minh. Hợp lý là sao? Cái gì tốt, cái gì cần kéo ra lại gần, cái gì có hại, cái gì nguy hiểm đẩy nó ra xa. Đó là cái kinh một. Nhưng mà phải kinh hai ngày giải cái gì thì nó hãy cẩn thận. Nhiều khi con chỉ giữ tự đi trên hình thức, gặp thì lùi, giờ lùi lấy trớn. Có nhiều người họ lùi, lùi lấy trớn, tu thì mới gặp được gần cái đó, nhưng mà cũng lùi, nhưng mà lùi lấy trớn. Gặp phụ nữ thì mình không có tiếp xúc, nhưng mà mình có hỏi riêng xin số phone, đó là lùi lấy trớn. Cái hiểu không? Cho nên thì nhớ cẩn thận cái này. Thì Phật dạy là có những người họ chỉ tránh trên hình thức mà không tránh trên nội dung, có những người tránh trên nội dung mà không tránh trên hình thức, có những người tránh cả hai, và có những người không tránh trên cả hai. Thì bài giảng đêm nay tôi muốn nói cái gì mà con ôm lại dùng tôi một bài giống như rất là nhẹ, đó là cái chữ giao hay là chữ diêu, có nghĩa là sao. Kể từ đêm nay tự mình lòng mà hỏi mình đi, tôi đang cần cái gì, tôi đang tránh cái gì, để làm được cái chuyện tránh và cái chuyện gần cái đó, tôi phải xa cái gì kể từ đêm nay. Bởi vì mình muốn học giỏi mà mình gần với thằng lười không được. Ở trong kinh Nam Truyền ghi rất rõ, rất rõ rồi. Muốn trao dồi cái đức lành nào thì mình phải ở gần cái người mà họ mạnh về đức lành đó. Mình muốn tránh cái tật xấu nào thì phải xa cái người mà họ mạnh cái tật xấu đó. Mình muốn kiêng rượu mà ở gần cái thằng nát rượu thì hơi bị khó, hiểu không? Mình muốn kiêng cái chuyện đi chơi đêm mà ở gần cái thằng mà 2 giờ sáng mới về nhà là không được. Các bạn nghe tôi nói rất là kẹt. Mình mà muốn bỏ cái tấm bụng xịn, mình muốn bỏ cái tấm ganh tị, mình muốn bỏ cái tấm tị hiềm so đó, ke re cắt rắc, thì mình phải tránh cái người mà có tật xấu đó, phải tránh. Cho nên trong kinh dạy rất rõ, muốn trao dồi cái gì thì phải ở gần cái người mạnh cái đó, muốn loại bỏ cái gì, muốn mài mòn cái gì thì phải tránh cái người mạnh cái đó, rất là quan trọng. Và tôi cũng phải báo luôn cho quý vị biết, đó là trong cái là thiền lục, là thiền thư, cái sách thiền của Nam Truyền ấy, thì nó có cái phần gọi là trao dồi 37 bồ đề phật. Nói luôn cái nguồn gốc đó là chú giải của cái bộ A Di Đà đầu tiên nha. Mà nói vậy mà các vị mới hiểu được, thôi giờ tôi nói cái phần nghe dễ hiểu hơn. Tức là tất cả các sách thiền của Nam Truyền đều luôn luôn lặp đi lặp lại những điều tôi vừa nói. Muốn trao dồi cái giác chi nào, muốn trao dồi cái chánh đạo nào trong bát chánh đạo, muốn trao dồi quyền nào trong năm quyền, lực nào trong năm lực, muốn trao dồi chánh cảnh nào, muốn trao dồi
cái như ý tốt nào. Thì nói chung là muốn trau dồi cái thiện pháp nào thì mình buộc phải gần cái người mạnh đó. Mình muốn học giáo lý là mình phải gần cái người uyên bác, chứ mình không không ở gần cái cao mạng rồi hết thở là chết. Ông đâu có chuyên về hết thảy. Nhưng mà mình muốn ngồi thiền mà ở gần cái ông mà nói nhiều dầu không giỏi bằng trời cũng không được, mà mình ở gần cái ông mà hết thở hết thở. Bởi vậy mình muốn ngồi thiền thì nhìn cái tướng ông là mình đã muốn muốn hết thở rồi. Còn mà muốn giỏi giáo lý phải gần cái nguyên bác lẹ tai lẹ miệng, hiểu không? Mình đã muốn mình muốn trao dồi cái tánh nhẫn thì phải gần cái người giỏi nhẫn. Mình đã muốn mình muốn hào sảng thì phải gần cái người hào sảng. Cái vị tưởng tượng như cái ông đó, ông dạy đạo đức cho cáo học trò, dạy đạo đức cho cáo học trò thì nhà quê mà ông là thầy đồ nhà quê thì ông không lấy tiền công thì bố mẹ của mấy đứa bé cũng biết điều thì thế nói với ông, nói thưa thầy tụi con cũng nghèo lắm, có giờ ông nó không thì mới cần hết được bằng tóc, ông không thầy thì cũng nhiều gì cũng phải có cái lễ thầy kiến kiến thầy kiến thầy kịch thầy nãy chú có người kia thì coi thầy cho con nói mấy cái bánh gai, có người thì cho thầy gửi cho con nói tùng cái bát xôi xôi đồ á cái nếp có cái cọng đó cũng khét khét mà đã giờ cũng ngượng ngùng con đó, bây giờ cô đợi ta lui ra hết cũng rất là cô bé mẹ có cái thưa này cô nghèo nhất cái đồng đáp này chẳng nói kèo cái gì con là quà nhiều nhất rồi, con vừa bánh đa mà vừa con gà nó không, con đem mà thầy có bánh đa thôi, còn con gà này đem theo lỡ mà thầy ăn mà làm rớt thì con gà nó xử lý, để xong con bận bưng con gà về, đó, thì ông thầy nói như vậy thì thầy cũng lạy luôn, thầy tính giải đạo đức làm người, mà thầy gặp con cái này lay con, thầy đánh truyền cái đạo đức cho con mà con bắt đầu thầy thấy thầy lay cái tính bụng xịn của con, thì ông thấy nó bưng con gà là ông chịu rồi, ông gà mập, con gà gà mấy tơ, gà trống hiến mà mặt ú cảm động chịu rồi, mấy đứa kia thì có đứa mình con gà mái cũng được đường vậy thôi, cái thằng con gà nó to đùng, hỏi nó tại sao nó nghèo mà quà nó nhiều vậy đó, nó giải thích chuyện này, nó không cái phần của thầy là chỉ lấy cái bánh đa thôi, bánh đa nó là người ta đi trắng nước đi, ra ở với bất kỳ đấy, tôi phải nói với bất kỳ, mà quấy cái miệng tôi mệt quá, tôi buồn ngủ rồi phải dở cái miệng. Ai mà nghe thầy giảng mà thấy giỡn nhiều lúc đang buồn ngủ. Đêm qua chỉ ngủ có 2 tiếng mấy thôi. Rồi cả ngày nay bắt đi chơi nguyên ngày đấy. Nghe thương nữa. Thì cái Phật dạy thế này. Cái gì mà nó hại con ấy? Tránh. Cái gì có lợi cho con? Gần. Cả đời con chỉ có lợi cho một chữ thôi. Cự ly. Cự ly thông minh, cự ly. Nhưng mà ngày sợ với cái động bư của mình, nó hiểu không ta? Cho nên ngày bây giờ tiếp bài thứ hai, tránh nó có hai trường hợp, tránh trên hình thức và tránh trên nội dung. Con phải tự xét con coi, con tự xét con đang tránh ở cái mức độ nào. Tôi có dịp tôi gần gũi tăng ni Phật tử, tôi thấy có nhiều người họ nói với tôi ở đây tránh là mình tu nội dung với ai tu hình thức, đó là nói trên chót lưỡi đồng hồ với trong thực tế đó. Các vị tự hỏi lập mình tu Phật cái từ mình tu hình thức hay là tu tâm, để cho các vị câu hỏi lần nữa. Ai cũng biết tu là tu tâm hay không tu hình thức, nhưng mà quý vị thường á là tu tâm hay tu hình thức? Nghe kỹ câu hỏi này, bản thân các vị thường cái nào nhiều? Tôi chịu câu nói đúng. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái việc bố thí đó, các vị bố thí tâm hay bố thí hình thức? Bố thí nó có hai cách, bố thí kiểu thả diều và bố thí kiểu thả chim. Bố thí kiểu thả chim là mình buông ra là con chim nó bay, mình không có màng tới cái chuyện nó bay này đâu. Còn bố thí kiểu thả diều có nghĩa là nó là thả, nhưng thật ra giữa con diều với mình nó còn có một cái sự quan hệ, mình còn ràng buộc cái quyền sở hữu lên con diều, đúng không? Tức là chơi cái nào tắt nắng mình bè cuộn dây mình đem diều về, có đúng không? Ở đây cũng phải nói bố thí chứ tôi thấy toàn là dân thả diều không mà, hiểu không? Ở đây có ông trụ trì đó, thì Phật tử vô cúng dường mà ổng mệt lắm, cúng rồi bắt cái ghi tên đầy đủ hết á, nó cúng tổ trẻ nó bắt ghi tên đi nhà bé này, rồi nó cúng cái gì nó chết điện nó bắt treo tên nó đầy hết, rồi nó khôn lắm, nó cúng gặp gói mà làm toilet thì nó kêu không được treo đó, treo chỗ khác thơm hơn,
ông mệt lắm, cho nên có một bữa đó Phật tử vô chùa ngồi đông thế này, mình làm nguyên một dàn cái vụ nó dành cái ngồi trước đám mà nhiều mới cũng cúng chùa cho cái vụ tiền rồng tất nhiên này này, rồng vàng kim cương cẩm thạch nó dành cái ngồi trước, nó bắt cái đám già già mà tai mà bắt biết thì còn sao, mà nó mặc bự ba dòng sáu muối mà nó ngồi dành cái ngồi trước vì nó cúng dường nhiều tiền. Tu trì mực quá mà ổng biết sao, nó ổng cũng lựa cách nói nào mà cho nó hiểu, mà nó đừng có giận mà nó cười càng tốt. Ông ổng nghĩ ra cách, ông nói sân chùa vậy mà ai cũng giận vô phải nhiều hết, tại sao ông ra ngoài đặng thả hiểu sân chùa chặt như vậy thì đâu có chỗ nào thả nhiều được đâu, mà vô đây đứa nào cũng vô đây giành thả nhiều, sao ông ra ngoài đồng nó thả cái miệng đá tới rồi cứ nói bạch thầy đây con đâu có thả nhiều hồi nào. Ông cứ đem cái điều tôi nói ra vậy, mà nói các con làm công đức mà các con còn ràng buộc cái tôi đó là các con đang thả diều đó, hiểu không? Phải thả chi chưa đâu, cũng không trụ trì đó. Nên biết các dân Bắc Kỳ có nghe câu chuyện này chưa, cũng không trụ trì đó luôn. Bữa đó ông họp mấy đệ tử tới ghét này, ông nói thầy biết các con thương chùa thương thầy kính Phật trầm tăng thầy thiệt nói ra ngại quá, có thầy mà thầy nói đi, quý thầy hay quý cha, thì ông nói thiệt ngại quá, ông chắc đổi hai ba lần thầy tính quyên tiền mấy đứa coi mình đúc lại chuông khắm chuông khắm cái chuồng đúc lại, cái đệ tử mà thầy chuông mình là chuông xưa chuông cổ, ăn trộm nó lấy mấy lần công an bắt đem về cho mình, nó thầy không nhớ chuông xưa chuông cổ, chuông mình là bạc tỷ đó thầy, nó không tôi không có bận tâm chuyện tiền, bận tâm cái khác, mà bận tâm âm thanh chuông là phải cách tiếng phải cho ngon, khánh là phải chuông còn tiếng phải cho ngon, cái thứ này chuông mình tiếng ngon nhất trong vùng này mà thầy chưa có ngon lắm, thì các con này các con đánh cái con nghe này, nghe này, đánh này, chuông lớn này, bo, chuông nhỏ này, chen, bo với chen sao tụ, bây giờ bạch thầy nó nghe tiếng gì? Một chữ buông, chuông khánh đều đánh ra một chữ buông 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 mới tu được, hiểu không? Mà thầy đấy là thầy lạy cái đám phường đúc, mà đúc làm sao mặc cái tiếng chuông mà ra chữ buông đó thì mình mới nhận. Chứ còn tất cả các chuông này thử hồi tối, chuông từ trên bàn thờ tổ xuống tới hậu liêu ra tới chánh điện, tất cả đều ra chữ bon chen, mà nó cái điều mà nó ứng vào cái chùa của mình các con biết, nguyên một cái lũ giặc nó không có tu hành gì hết, cứ bon chen. Ông nói vậy thôi, mà thôi các con cúng rồi thôi, nhưng nghĩ là các con biết là cái chùa mình bị tiếng chuông ác, từ đó chùa bớt buông chen, mà chỉ còn đang buông không. Cho nên ta phải biết cái chuyện này, đó là tu có hai, đó là tu tâm và tu tướng, bỏ tướng không được, nhưng mà tập trung vào tướng không xong. Hôm nay, ngày mai, tối nay, chúng mà con rời cái chùa rồi, đi ra cổng chùa cứ nhớ văn vẳng bên tai. Tiêu giao đêm nay chỉ giao không mà ổng giảng nguyên một thời, mà ổng có hứa mà con ổng nói không bỏ chữ tiêu. Vậy chữ tiêu đây là gì? Chữ là chơi, như là tiêu khiển, xem kịp chưa? Rồi tiêu giao là đi chơi xa, như vậy thì mình tu là mình tu chữ giao. Nãy giờ các anh hiểu chữ giao chưa? Chữ giao rất là quan trọng, vậy còn chữ tiêu tính xong rất là quan trọng. Cái nhân bất kỳ nó kêu cái mà ô cái gì bằng đất bằng đất nó chơi cái kêu bằng cái con tò con tò hè không biết gì đó. Trước mặt tôi ai còn thích cái đó hơn, trước mặt tôi hiện nhận có ai còn thích chơi cái đó không, đập đầu hết chơi làm sao chơi cách nào vậy? Bày hả? Để bày chứ bày cái đó là gọi là chơi. Các con em chơi sao vậy? Chơi sao vậy? Cái đó là chân. Còn chơi là chơi sao? Hay là chỉ mua về chân thôi? Mua về chân. Nhưng mà mấy vị cũng còn thích hả? Ngày mai cho thương cái. Tại sao tôi dạng chữ tiêu mà tôi đem chữ đó ra? Tôi hỏi bà con một rừng ở đây mà tôi hỏi ai thích chơi không thì chưa tới một bàn bài đúng không?
Tại sao? Tại sao cái nhân, cái số người không giơ tay là tại sao không thích cha, tại sao vậy? Có tuổi rồi, đúng không? Có tuổi rồi. Thứ hai, cái đó đâu có giá trị được. Nếu mà con toàn heo mà nó bằng vàng ấy, bay ra, cái đó bằng đất, mà nó sống bắt kìa, đúng không? Nó bắt nó, nó sống. Mà cái đó dành cho con nít, cho nên mình thích thích cha. Nhưng mà giả định như con mà nó đòi mà có mua không? Một, giả định như mình còn thích, thì mình cũng mua, đúng không? Nhưng mà cái mình mua cho con và cái mình mua cho mình lỡ mà nó bị hư, nó bị vỡ, bị mất, rồi mình có đau không? Có tiếc của bị mất ngủ. Tại sao vậy? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu chuyện chơi chưa? Bây giờ hiểu muốn nói gì chưa? Trong cuộc sống này khi anh đặt vấn đề nó quá lớn, anh cái cuộc sống này nó làm cho anh khổ nhiều hơn là do anh đặt cái thang giá trị mà anh áp đặt lên mọi thứ. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu không? Các vị có nghe cái câu này không? Hãy cứ là tình nhân. Cái câu này vậy. Nếu mà mình chỉ quen nhau, mình thấy mình mến thôi. Trong kinh có câu này hay, nghe cái câu này vạch áo mà có chỗ tổng xâm cái câu này vô. Thuê suối Phật tử xâm mình lắm, xâm đổ hộ bảo. Nghe đi kìa. Thích cái gì, ghét cái gì, càng ít căng càng tốt. Căng cái đó là sáu căng nha. Hiểu câu này không? Ví dụ như giờ tôi ví dụ số khổ, tôi ví dụ đại đi nha. Cái cô âm hoa này này, tôi thương cũng bằng mắt, tôi thích nhìn cũng lắm. Tôi thương cũng bằng lỗ tai là tôi thích nghe cũng nói. Theo các vị thấy nó đủ mà là muốn thêm nữa không? Muốn thêm nữa không? Khi tôi hôn cổ, tôi hôn bằng cái gì? Bằng mũi. Và khi tôi chạm vào cổ, tôi chạm bằng cái gì? Bằng tay. Và khi tôi nhớ cô, tôi nhớ bằng cái gì? Bằng cái đầu. Như vậy thì tôi thương cô bằng mắt, tai, mũi, thân, vẫy. Hết mấy đồng sáu? Năm rồi. Như vậy bây giờ tôi giảm lại, tôi chỉ thương cô bằng mắt và bằng ý thì nó tốt. Thương bằng cả năm. Thương càng ít căng càng tốt phải không? Có đúng chưa? Tại sao vậy? Càng ít càng bớt phiền. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ thí dụ như bây giờ tôi thấy các vị đeo cái đồng hồ tôi thích quá, mà tôi chỉ thích thôi, tôi không hành động gì thêm nữa thì không có chuyện gì xảy ra đúng không? Nhưng mà nếu tôi thích bằng cách là tôi làm đủ trò để tôi có đồng hồ đó thì các vị có thấy sự cố không? Bây giờ hiểu chưa? Tôi thương một người ở trong đây mà tôi chỉ thương bằng mắt và bằng cái đầu. Trong tối đây tôi về là dưới mắt mình ngủ, không có ngủ được. Tối đây bắt đầu tôi về, tôi làm thơ, tôi thức khuya, tôi uống trà, nhưng mà tôi không có động chạm về cô khách và tôi cũng không cho cô biết được tôi thích cổ. Như vậy thì cái đó nó ít bậy hơn là lát tôi sáp ra ngoài, tôi xin Facebook rồi số phone rồi Zalo rồi email, có đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Cho nên cái câu mà hãy cứ là tình nhân có nghĩa là sao? Đừng cưới nhau, đừng sáp vào nhau, đừng ràng những lời nhau bằng quá nhiều cái hệ lụy. Cho nên là tại sao có chữ tiêu? Bởi vì đời sống này nói nó hơi tàn nhẫn, nó chỉ là một cuộc chơi. Tại sao gọi là chơi? Bởi vì đứa bé nó không hiểu gì hết, cho nên nó thích đánh xét. Một ngày nó hiểu rồi thì nó muốn nữa, hiểu không? Có rất là nhiều thứ trong đời này chúng ta sẽ không thích nó nữa, vì một hoàn cảnh, vì một tuổi tác, vì sức khỏe hay là chúng ta sẽ bỏ cái đó. Có rất nhiều thứ chúng ta không tiếp tục thích nữa, vì chúng ta không còn là trẻ con nữa, vì chúng ta không còn ở vào cái hoàn cảnh, cái môi trường đó nữa. Thế là chúng ta bèn không thích nó, có không? Yes. Bởi vì đó chỉ là cuộc chơi. Đức Phật ngày dạy rằng thân này và tâm này nó luôn luôn biến chuyển, sinh diệt liên tục. Chúng ta sở hữu một thứ gì đó, một là nó bỏ mình, hai là mình bỏ nó, có đúng không? Một là nó bỏ mình là nó hư, nó bị trộm, bị mất. Hai là mình bỏ nó cái là mình chán đó, mình thích nó nữa. Cho nên phúc thay kẻ nào chỉ yêu bằng một hai căn, và đáng thương kẻ nào là một lúc sáu căn. Dầu thích hay ghét mà tặng càng nhiều căn thì càng vui. Tất cả chỉ là cuộc chơi, giống như một cái con tò he vậy. Càng bớt bớt hệ lụy thì càng ít khổ. Đó là chữ ý nghĩa của chữ tiêu. Mà tôi biết tôi nói mà tôi nhắc lại đại chúng ngồi trước mặt tôi hay những người đã nghe lại bài giảng này rất là sắc. Khi tôi nói rằng cuộc đời chỉ là cuộc chơi, đúng, nó chỉ là cuộc chơi. Sáng dậy tắt thở thì cuộc đời mình sang trang. Cái người mà tôi thương nhất trong cái pháp hội này, thương nhất trong pháp hội này, tôi muốn ngồi gần, tôi muốn nắm tay, tôi muốn lắp lại. Chỉ cần cái người ngưng thở 15 phút
cái bị nghĩ tôi rất hứng thú luôn. Và nếu đêm nay cái xác người này được đem vào căn phòng vắng chỉ có hai đứa với nhau, cái bị nghĩ tôi có ngủ được không? Không, gia đình có đồng ý cho tôi được chung giường luôn. Cái bị nghĩ tôi có được thoải mái. Và tất cả chỉ khởi đi bằng 5 phút em quên thở. Chỉ 5 phút thôi. Tôi không cần phải tàn phá cho ngang đâu, đâu. Giữ nguyên thơm phức và ngon lành như vậy. Chỉ xin 5 phút quên thở thôi. Và các vị có đồng ý với tôi, vận mệnh thế giới này, vận mệnh thế giới, thí dụ chiến tranh Ukraine, nghe vấn đề của Iraq, vấn đề của Israel và Hamas, đúng không? Thì tất cả những cái rắc rối đó, nó có thể được tác động nghiêm trọng bởi cái chuyện quên thở của ai đó trong vòng 5 phút còn. Thì hiểu tôi rất là nhiều. Cái gì Putin quên thở 5 phút, thì cái cuộc diện ở Ukraine có thay đổi không? Cái ông trùm của Hamas, ông trùm của Israel mà quên thở 5 phút thì bây giờ hiểu chưa? Như vậy thế giới này có phải là cuộc chơi không? Nếu ông Phạm Nhật Vượng mà ông quên thở 5 phút, chứng khoán Việt Nam bừng, VinFast có vấn đề, các vị nghe kể thêm. Cả Samsung, cả Hyundai cũng vậy, cái ông nào mà chấp bi bu mà quên thở 5 phút, bừng. Mercedes, BMW, Toyota, đúng không? 5 phút, bừng. Bao nhiêu cái chỉ đường chứng khoán ảnh hưởng nghiêm trọng, cả chính trường thương trường ảnh hưởng nghiêm trọng, chính trường thương trường chiến trường, chưa kể có nhiều người không quên thở là cả tình trường cũng thay đổi. Hôm nay chẳng hạn bây giờ tôi đang nói mà tôi gục xuống thì đạo trường cũng thay đổi, một mình được hiểu chưa? Chính trường, đạo trường, tình trường, chỉ cần một tích tắc quên thở của ai đó là xong. Như vậy đó là thế giới này là cuộc chơi. Mà có điều mình nghe cái chơi nó tàn nhẫn, nó phũ phàng, nó bạc bẽo quá. Nhưng khổ thay nó là sự thật. Nó là sự thật. Cho nên thật dạy, mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà đi. Mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà đi. Ngày nào chưa chứng thấm, chưa chấm dứt phiền não thì chúng ta phải tiếp tục cưu mê cái hình hài này để mà đi tới. Mượn nó để mà hoàn tất cái cuộc tu, hoàn tất đạo nghiệp, hoàn tất quãng đường còn lại. Thì giống chúng ta phải luôn luôn tâm niệm rằng đường vào rừng cũng chính là đường ra khỏi rừng. Chúng ta khổ vì nó nhưng cũng phải thoát khổ bằng chính nó. Tôi vẫn thường nói chúng ta giống như một người chết đuối, không biết lội thì chúng ta phải dựa vào vinh vào cái xác chết để mà lội vào bờ. Thì cũng vậy, người tin Phật, tu Phật, nhất tâm cầu giải thoát, chán sợ sinh tử thì cũng phải coi cái hình hài này nó giống như một cái xác chết mà nó dựa vào đó để mình tu. Bây giờ thì các vị còn trẻ, còn đẹp, còn yêu đời, còn ngon. Thì các vị thấy cái lời khuyên này có vẻ nó hơi quá. Nhưng mà bữa nào có tuổi rồi, trong một đêm, mỗi năm một mình đối diện với bốn bức tường trắng, chỉ nghe mùi ete, nghe bước chân của y tá và hành lang, lúc các vị sẽ gọi thầm, xưa đó. Còn nhớ lời xin lỗi, thì gọi gia đình nó không vô hủ lâu rồi. Cái hiệu cho nên đời chỉ là một cuộc chơi. Các vị có thể tin tôi hay không thì tùy, các vị nghĩ về tôi như thế nào cũng tùy, nhưng mà các vị có nghĩ là có đúng vậy không? Những gì các vị đang sở hữu chỉ là con tò he, nó quý đối với các vị nhưng đối với tôi nó không là gì hết. Nó quý với người này nhưng đối với người kia nó không là gì hết. Ở bên Thụy Sĩ tôi thường đi chơi hồ, đi chơi đồi, tôi đi nghe rất là nhiều cái villa mà lạ lắm quý vị. Những cái tài sản lớn đó thường ít người thừa kế, được biết vì gia đình càng giàu thì khả năng vô sinh càng lớn, để ai biết gì đó. Càng giàu thứ dữ, giàu long con luôn đó, thứ giàu thứ dữ, khả năng vô sinh rất lớn và khả năng mà sanh ra đứa mẹ của nó sẽ lẹ nhiều, không biết tại sao. Cho nên là có ở sống ở đó là thấy khiếp lắm. Cái ông kỹ sư mà gần cái thác tỉnh thác của tôi, ông sống 90 mấy tuổi rồi cuối cùng ông có bị lỏng ấy, bị Alzheimer đó, rồi ông đi vào trong nhà già, ông chết trong đó. Rất nhiều công trình mà quanh cái chỗ tôi ở, công trình lớn đẹp sang là do một tay ông, kể cả cái nhà ông do ông thiết kế và đứng là ông giám sát. Cuối cùng bây giờ ông không nhớ ông làm ai nha. Cho nên có lời khuyên của một vị thiền sư, tôi nghĩ rằng cái vị cần nhớ ngày nói như thế này: hãy thường xuyên chánh niệm, đừng có chạy theo cái gì mình thích và ghét nhiều, đừng dành quá nhiều thời gian cho những thứ mình thích mình ghét,
phải thường xuyên chánh niệm. Vì nếu không, sẽ có một ngày con có hết mọi thứ mà con không đủ trí nhớ để biết nó là gì và để làm chi. Hiểu con đó không? Thì nhắc lại nha, phải nhắc lại, hãy thường sống chánh niệm, đừng chạy theo, đừng nặng lòng quá nhiều với những gì mình thích và ghét. Bởi vì nếu con thất niệm mà quá lâu, sẽ có một ngày con có chúng ta rất nhiều thứ nhưng mà con không đủ trí nhớ để con biết đó là gì và con giữ nó để làm chi. Cái câu nói này rất là quan trọng lắm người Việt. Chỉ có một ngày mình thấy nó rất là bẻ bàng và rất là mỉa mai khi mình sở hữu quá nhiều thứ nhưng mà toàn là những thứ mình không có cần đến. Và tôi nhắc các vị một lần nữa, hãy nhớ lời là tôi, những gì hôm nay các vị thấy quý sẽ có một ngày theo năm tháng cái nhu cầu của mình đối với nó giảm dần. Tại là những gì đó, những gì hôm nay các vị thích nhất thì sẽ theo năm tháng cái nhu cầu của mình đó với nó giảm dần, và khi nhu cầu giảm dần thì giá trị nó cũng giảm theo, đúng không ta? Giảm theo, nhớ cái đó. Tôi không có hù nhưng mà về nghĩ kỹ là có đúng không, mà chưa kể còn cái chữ fashion, cái chữ tiêu là chơi, nhưng mà tôi không muốn dịch nó là chữ play hay là game, mà tôi muốn dịch nó là chữ fashion. Ở đây các anh hiểu chữ fashion là gì không? Chữ thời nghĩa là gì? Tức là những cái khoảng thời gian. Thời nghĩa là thời thượng. Thời trang có nghĩa là cái trang phục mà nó phải liên tục chạy đua thời gian. Ví dụ như cái tụi Chanel hay là tụi LV hay là tụi Gucci, cái trang phục mùa thu năm 2003 nó chuộng nó tông màu sáng, rồi cái trang phục mùa đông nó chuộng nó tông màu tối. Hiểu không? Gucci nó hiểu cái tông màu gam màu, hiểu không? Thì cái Chanel của mùa thu năm nay nó đi ra được mấy bạn của cô rất là ưa chuộng, nhưng mà từ mùa thu mà qua tới mùa đông rồi nó thì mất đê rồi đó. Mới có mấy tháng là đã luống tuổi rồi, nói gì là mùa thu năm sau. Thế giới này là thế giới của fashion. Nếu các vị kêu tôi diễn tả về thế giới này, tôi sẽ diễn tả bằng một cái từ mà bà con rất là quen tai, đó là chữ fashion. Cái chữ nó đau lắm quý vị, mấy bà mấy cô mà không có nghe Phật pháp, nghe chữ fashion mắt sáng ngời lên, đâu, nhưng mà không, cái người biết Phật pháp nghe chữ fashion nó đau lắm. Tại sao đau? Vì fashion nó rất là ngắn hạn và nó rất là tốn kém, có đúng không? Rất là ngắn hạn. Bởi vì nếu nó dài hạn nó không gọi là fashion, có đúng không ta? Ví dụ như cái này của tôi đâu gọi là fashion, đúng không? Tôi 26 thế kỷ này mà fashion cái gì nữa, đúng không? Cho nên fashion là phải là ngắn hạn, và đã fashion thì phải bắt buộc là phải tiện. Fashion nào mà rẻ, tôi có biết ở Âu Châu, tôi nhắc Việt Nam sau này cũng vậy thôi. Mình muốn mang cái gì đó, chẳng hạn như ở mấy cái nhà in ở Paris, ở Milan, Milano, ở Zurich, mấy cái nhà hàng mà nhà in, mấy nhà may nổi tiếng, thì mình tới mình muốn mang cái gì đó, nó đo mình xem xuống, nó may cho mình một bộ áo, bộ nguyên bộ bằng vải trước, đây là điều đó, vải là vải mặc được ý, chứ phải vải áo xô nó mang đâu, nói bằng lộn phải bằng giấy lộn bằng giấy, một bộ bằng giấy, hay bằng giấy, nhưng mà mặc được. Ở đây ai mà biết bây giờ nó có đổi khăn nén bằng giấy cái gì đó. Và sẵn đây tôi nói luôn cho biết là rất nhiều người ở hải ngoại bây giờ họ đi xa họ xài đồ lót toàn bằng giấy, không biết một lần liền không có giặt sẵn. Tại vì tôi phải nói hết cho các bạn biết, cho nên các bạn ngạc nhiên tại sao có cái chuyện áo quần bằng giấy họ thiệt. Thì ở mấy cái tiệm thời trang nổi tiếng họ ra họ đo cho mình xong xuôi, họ may cho mình một bộ bằng giấy, mình về mình mặc mấy ngày trong nhà mình đó. Và trong lúc mình mặc mình mới thấy cái cổ này nó hơi chặt, mình thấy cái tay áo này thì nó hơi ngắn hoặc là nó hơi dài, cái eo chiếc eo xẻ tà có tí lỗi, họ biết họ mình nhớ lắm rằng tới giờ họ nó rất bị như vậy đó. Chứ fashion mà chính là cái nó đắt tiền người luôn. Đặt lại được không may tới hai lần. Mà tại sao tôi thấy lạc đề, tôi đang diễn đời đó, tôi nói đây. Tôi nói là thợ may. Tôi muốn nói là cái chữ fashion là tốn kém, là ngắn hạn, giả tạo. Và tất cả những cái đó chính là cuộc đời của chúng ta, có đúng không? Có bằng chứng. Cuộc đời chúng ta có tốn kém không? Có giả tạo không? Có ngắn hạn không? Như vậy cái chữ fashion để dịch cho cuộc, để nói về cuộc đời và nói về thân phận mình có đúng không?
Và nếu các vị gật đầu thì tôi hỏi kỹ thêm câu nữa. Như vậy thì cuộc đời này phải là cuộc chơi thôi. Đó chính là kỷ tiêu. Đến đây tôi vừa giảng xong chữ tìm nhau. Chúc các vị một đêm vui. Ha ha ha.